Em học đàn guitar từ năm lớp 7, sáng tác ca khúc đầu tay năm lớp 10. Hiếu bán hàng online để làm nhạc. Người tạo cảm hứng thì ở Việt Nam mình có chú Đen Vâu và anh Sơn Tùng MTP. Hiện tại mình có đang yêu ai không? Hiện tại thì Hiếu đang trong quá trình tìm hiểu. Cứ tìm hiểu thôi. Mà nó vui, lúc nào cũng fresh, lúc nào cũng cảm giác mới mẻ. Mới mẻ nào cũng ngọt ngào. Ngọt ngào đến mấy cũng đang thành mây. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Gala Nhạc Việt Studio Session. Và khách mời lần này thực sự là một làn gió mới, một hiện tượng mới mà các bạn Gen Z hiện tại đang rất là yêu thích. Các bạn có thể lướt TikTok hay là lướt Facebook hay là bất cứ nơi đâu đều lắng nghe được những ca khúc của chàng trai trẻ này. Và bản thân Khoa cũng mới biết bạn gần đây thôi, nhưng cũng đã rất là ấn tượng. Và vì vậy ngày hôm nay sẽ mời đến đây nhân vật của chúng ta đang nói tới. Xin mời bạn Giản Hiếu. Cái này thì chúng tôi trước khi chương trình bắt đầu chúng tôi có bàn luận với nhau về cách xưng hô, tại vì theo lứa tuổi thực ra thì Hiếu phải gọi tôi bằng chú rồi, nên là tôi cảm thấy bản thân mình già vô cùng. Mọi người ơi, hôm nay khách mời làm cho tôi cảm thấy buồn quá. Tôi gọi anh cũng được. Anh được, gọi anh thế mình thống nhất gọi anh. Trong nghề thì có đàn anh đàn chị thôi, chứ làm gì dạ. Có đàn chú. Dạ đúng rồi. Dạ. Cứ anh em đi thì anh chia sẻ thật với Hiếu luôn, có nghĩa là bản thân anh trước khi mà quay chương trình này thì anh vẫn chưa biết Hiếu là ai. Và Khoa tin chắc là ngày hôm nay các bạn khán giả cũng sẽ rất là tò mò và Hiếu rất nhiều. Vì vậy đây là cơ hội để mình giới thiệu bản thân. Dạ. Xin chào mọi người. Mình tên là Trần Doãn Hiếu và sinh năm 2002. Hiếu được khán giả biết tới với những ca khúc tự sáng tác như là Nụ cười 18-20, Tình xấu thiên thu muôn lối, Họ yêu ai mất rồi. Xin chào mọi người và rất vui được gặp mọi người tại Gala Nhạc Việt Studio Session ngày hôm nay. Anh nghe giọng của Hiếu thì anh thấy như Hiếu không phải là người Sài Gòn đúng không? Quê Hiếu đó. Dạ đúng rồi, em là người miền Trung. Nhưng mà okay. Em nói giao tiếp. À, em ở Nghệ An. Nghệ An. Dạ. Hiếu nam tiếng lâu chưa? Em hết lớp 12 là em vào Nam luôn ạ. À, là mình, cái mục đích của mình sau khi học xong lớp 12 là mình quyết tâm đi theo âm nhạc luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. À, mình đến với con đường âm nhạc bao lâu rồi? Em nói bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc trực tiếp là học đàn guitar từ năm lớp 7, sáng tác ca khúc đầu tay năm lớp 10. À, tới giờ thì nếu mà tính từ lúc mà bắt đầu sáng tác thì 5-6 năm rồi. Nhưng mà mình lúc đó là mình có xác định là mình sẽ theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc không? Hay là mình làm vì mình thích cho nó vui vậy thôi? Giai đoạn ban đầu thì làm vì đam mê rồi. Nhưng mà sau tới lớp 12 khi có bản hit đầu tiên là Tình xấu thiên thu muôn lối thì em bắt đầu nghiêm túc hơn và cảm giác khao khát của mình ngày càng lớn và cảm giác mình đang được sống đúng với cái sứ mệnh của mình. Và mình nam tiếng. Dạ. Những cái khó khăn ban đầu là chắc chắn là có rất nhiều khó khăn đó. Dạ đúng rồi, khó khăn thì thứ nhất là về gia đình thì bố mẹ em luôn hướng em học văn hóa. Ngay cả tới cuối năm lớp 12 lúc bắt đầu mà thi trung học phổ thông á, thi cuối năm á, thì em mới dám nói với bố là bố ơi, chắc là con muốn theo âm nhạc và con muốn vào Sài Gòn để thi vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thì không ngờ là bố em cũng đồng cảm luôn. Wow. Dạ. Trước giờ là bố em luôn không thích cái việc em quá dành nhiều thời gian vào âm nhạc, nhưng mà sau khi em nói thì em bất ngờ là không ngờ bố lại cảm thông nhanh như vậy. Và cái thứ hai khó khăn là điều kiện gia đình. Thì ngay từ ban đầu làm nhạc năm lớp 10, làm bài hát đầu tay cho tới bây giờ thì mọi chi phí đều là em tự kiếm tiền và tự làm hết. Chia sẻ một chút là bài hát năm lớp 10 em chỉ cần nói có là Hiếu bán hàng online để kiếm làm nhạc. Nhập. Dạ, để làm nhạc. Để nuôi dưỡng đam mê. Dạ. Đó. Rất là vui khi mà bây giờ cũng tự lo được cho bản thân. Sống được với nghề. Dạ. Thật sự thì Doãn Hiếu được biết đến giống như là một hiện tượng vậy mọi người ạ. Khi mà bất ngờ xuất hiện và những cái ca khúc được ra mắt thì gần như là đều hit rất là lớn. Em có nhớ được cái lực view của những cái bài hit của mình không? Nhớ chứ ạ. Ừ, em theo dõi từng ngày. Tình xấu thiên thu muôn lối, bản hit đầu tiên là 67 triệu view. 250 triệu lượt nghe. Họ yêu ai mất rồi là tổng hai version là hơn 100 triệu view. Bao lâu ta yêu một người thì
8 hay là 9 triệu view gì đó. Còn em chỉ cần nó có là 8 triệu view. Nói chung là đây là một cái con số. Thật ra thì cái chuyện mà cái lượt nghe như thế nào á, đôi khi nó cũng không phải là yếu tố tiên quyết mỗi lần mà chúng ta phát hành ra sản phẩm. Tuy nhiên nó giống như là một cái chứng nhận rằng đây là một bài hát thành công vậy mọi người. Và thật ra mà nói, nếu như nhìn vào thị trường âm nhạc hiện tại thì kể cả những ca sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng chất hiếu cũng rất là khó để đạt được cái mức lượt view này. Đây là thật sự là rất là đáng tự hào, đúng không? Dạ. Bản thân anh khi mà bắt đầu á, khi mà mình làm nhạc, chắc chắn rằng là không chỉ Hiếu đâu mà tất cả chúng tôi ai cũng vậy, là không bao giờ là nghĩ tới cái chuyện là lượt view nó sẽ được bao nhiêu hết á. Dạ. Mà cái mục đích ban đầu chúng tôi làm nhạc trước tiên để thỏa mãn bản thân mình trước, đúng không? Dạ vâng. Thỏa mãn đam mê và đem lại giá trị tích cực cái đã. Thì anh thấy là các cái khúc của em á, đa phần là đề tài tình yêu thôi. Em có yêu nhiều chưa? Em yêu ít. Yêu ít. Nhưng mà chất lượng hả? Cũng chóng qua lắm. Hôm nay có 2 mối tình. Không, lứa tuổi này 2 mối tình là cũng ok. Thường chứ không có ít đâu. Dạ dạ. Tại vì em còn rất là trẻ. Dạ. Đến giờ anh cũng chỉ có 2 mối tình thôi. Ồ. Bất ngờ. Bất ngờ. Vậy hiện tại thì sao? Mình có đang yêu ai không? Hiện tại thì Hiếu đang trong quá trình tìm hiểu. Thực ra cái giai đoạn tìm hiểu là cái giai đoạn mà vui nhất á. Dạ đúng rồi. Bản thân anh cũng thích vậy thôi, thích tìm hiểu thôi chứ không thích đi xa hơn. Cho nó vui vui. Vậy á? Đi xa hơn là thấy thường thường là xa hơn. Trên tình bạn dưới tình yêu hả? Cứ tìm hiểu thôi. Mà nó vui. Lúc nào cũng fresh đó, lúc nào cũng cảm giác mới mẻ. Mới mẻ nào thì cũng ngọt ngào. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mấy. Thì biết là cái định hướng của Hiếu sắp tới á, là đi theo phát triển theo cái hướng là làm một music producer hay không? Có nghĩa là không chỉ làm nhạc cho mình mà còn làm nhạc cho những ca sĩ khác nữa, hay là Hiếu chỉ muốn mình là một singer songwriter tự hát và tự viết những ca khúc của mình thôi? Định hướng của Hiếu thì Hiếu vẫn đang chuẩn bị học thêm producer để có thể control được âm nhạc của mình. Nhưng mà để làm producer hay không thì chắc là tùy duyên ạ. Ủa, tính ra là em vào nghề mấy năm rồi? 2 năm. Nếu mà tính bắt đầu làm bài bản và có đầu tư. Mới 2 năm thôi mà đã đạt được những thành công như vậy rồi là một cái điều mà rất rất là khó nha mọi người. Em có cảm nhận được là cuộc sống mình thay đổi như thế nào sau khi nổi tiếng không? Và em có cảm nhận được rằng mình bản thân mình nổi tiếng không? Ban đầu khi ở quê chưa nam tiến thì học cấp 3 thì em cũng có một lượng người biết đến khá là lớn ở quê rồi. Nhưng mà vẫn rất tự nhiên, kiểu như chưa nhận thức được ấy. Nhưng mà sau khi họ ra mắt rồi, ra mắt là lúc đấy cũng ở Sài Gòn rồi, thì bắt đầu mình cảm nhận được là phải có trách nhiệm và phải nhận thức được cái đam mê bây giờ còn là nghề và còn là trách nhiệm với khán giả nữa. Trong showbiz đó thì em có thần tượng ai không? Có muốn được hợp tác cùng với ai không? Hay là có thích nghe nhạc của ai không? Ai là người có sự ảnh hưởng đến âm nhạc của mình? Câu hỏi này cũng khá là nhiều bạn đặt cho em ở trên mạng, thì em trả lời là em không có thần tượng ai, nhưng mà chịu ảnh hưởng và người tạo cảm hứng thì ở Việt Nam mình có chú Đen Vâu và anh Sơn Tùng MTP. Okay. Và ở nước ngoài thì có ABC và Coldplay. Coldplay. Ngày hôm nay thì thay vì bài Tao Rock thì chúng ta sẽ có bộ bài Tao Nói. Đây chính là đặc sản của chương trình luôn. Ai tới đây cũng phải tham gia trò này cả. Đó sẽ là những lá bài ẩn chứa rất là nhiều, có khi là những cái kỷ niệm đẹp, những cái thông điệp gì đó, hay là những cái câu nói của mình. Khi mà bóc chung lá bài này, chúng ta sẽ chia sẻ về những cái điều đó. Đúng không? Rồi, đây chính là những lá bài Tao Nói trong truyền thuyết. Xin mời. Anh xem. Rồi, em là em. Chia sẻ về khoảnh khắc này. Đây là khoảnh khắc lúc nào ạ? Là họp báo vừa rồi ạ. Là lần đầu tiên mình xuất hiện chính thức trước báo giới luôn hay sao? Dạ vâng. Cảm xúc lúc đó như thế nào? Rất là tự hào là thứ nhất, và cảm động vì không ngờ rằng mình đã làm được như thế này. Em cũng ước mơ có một buổi họp báo, nhưng mà em định sẽ cố gắng để đạt được nó trong vòng 2 đến 3 năm nữa, nhưng mà em không ngờ là nó đến tới sớm hơn. Cái bài tiếp theo nha. Chia sẻ một bí mật của tuổi thơ trong lúc cá hoặc liên quan đến đam mê ca hát.
một bức hình rất là dễ thương nha mọi người. Bức hình này trên mạng cứ hàng năm là có người sẽ comment vào đó để cho nó nổi lại. Các bạn fan. Lúc này em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em nhớ thì lớp 4. Nhìn cái ảnh này buồn cười ấy. Chụp ảnh văn nghệ ai cũng cười, nhưng mà em tự dưng cái mặt xịu ấy. Em không nhớ vì sao nữa. À, lúc đó mình tham gia với tiết mục như thế nào? Em nghĩ là thi kể chuyện. À, thi kể chuyện. Dạ. Một lát nữa nhé. Thời đi học của Hiếu có hoành tráng không? Có phải là một soái ca? Thời đi học của Hiếu có các giai đoạn khác nhau. Hồi cấp 1 thì khá là hoành tráng. Đi thi rất là nổi tiếng của trường ngày đó. Tại vì nhận hết các giải của văn nghệ cấp huyện thì đó là khá là hoành tráng và khá là nổi trội. Còn cấp 2 thì Hiếu học trường chuyên nên là chú tâm học nên là không có gì đặc sắc về văn nghệ. Còn lên cấp 3 thì nó lại ngược lại tiếp, lại bùng lại tiếp là lên. Bắt đầu sáng tác rồi hát rồi cho tới bây giờ luôn. Hồi đi học mình có quậy không? Có quậy. Ồ, thì học sinh rất là nhiều kỷ niệm đó. Dạ. Dường như tất cả những cái nghệ sĩ mà làm nghề ngày hôm nay thì đa phần đó, cái thời đi học đó, đều gắn bó với cái hoạt động văn nghệ ở trường của mình. Bản thân Khoa cũng như vậy. Có nghĩa là mỗi lần đến văn nghệ mỗi năm đó là tự nhiên cảm giác mình khao khát được thể hiện, nó cháy bỏng, nó vô cùng luôn. Và tiếng hình cảnh những cái giây phút đó nó rất là tuyệt vời để mình thăng hoa sân khấu luôn. Rồi, một lá nữa. Tự đưa ra một lý do để khen bản thân vì những MV chục triệu view. À, tự khen à? Làm rất tốt đó là chắc là đam mê giữ được nhiệt, giữ được lửa. Khi mà ở quê tiếp xúc với âm nhạc truyền thông không nhiều nhưng mà vẫn giữ được cái lửa đó cho bây giờ. Thì nếu mà mình ngày xưa mình không quyết tâm, không giữ được lửa thì có khi không ngồi đây và lại đang là sinh viên của một trường nào đấy. Ừ. Rồi chúng ta còn hai lá nữa. Có nghĩa là Hiếu rất là thích nhạc của chú Trịnh Công Sơn. Dạ đúng rồi. À, mình nghe từ nhỏ luôn hả? Dạ. Là do cha mẹ ảnh hưởng hay sao? Một phần ạ. Một phần. Thì ở đây chính là lá bài mà sẽ yêu cầu Hiếu hát thử một cái khúc nhạc Trịnh Công Sơn mà Hiếu thích. Dạ. À, em bắt đầu luôn nhá. À. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cũ. Dài tay em mãi thua mắt xanh sao. Mưa vẫn hay mưa ấm thầm lá đổ. Đường dài hun hút cho mình xót xa. Chiều này là mưa sao em không lại nhớ mãi trong cơn đau vui. Làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau. Wow, cảm giác cũng rất là phù hợp á. Anh nghĩ là trong tương lai mình có thể là thử nghiệm những khác lại, cover lại những ca khúc của chú Trịnh Công Sơn mà theo phong cách riêng của mình chẳng hạn. Em rất muốn. Thực ra thì Hiếu thực sự là một người có gu mọi người, có nghe mình nhìn qua cái cách của anh viết bài hát cũng giống như là cái cách mà của anh nghe nhạc, chứng tỏ Hiếu có một là một người có một cái gu riêng. Thì thật sự ở cái lứa tuổi của Hiếu, khi mà Khoa bằng Hiếu á, Khoa vẫn còn thích những cái gì đó xì tinh dâu lắm, tung tăng tung tẩy lắm, chứ chưa có mà cảm nhận được cái những cái gì mà nó thú vị hay là cái sự độc đáo trong âm nhạc của chú Trịnh Công Sơn đâu. Một lá đúng không? Để còn một lá nữa. Còn lá cuối cùng. Anh lật đây xem. Em lật luôn nha. Kể tên hành động của khán giả khiến Hiếu ấn tượng và cảm thấy hạnh phúc khi mình đã nổi tiếng. Một hành động đó là, thứ nhất là rất là cảm động, hạnh phúc là cái view. Fan, những fan theo mình lâu năm thì dù mình có off bao lâu mà mình quay trở lại thì họ luôn đón nhận. Và cái view, có những bạn là thức ra, ngày thức đêm. Thức ngày thức đêm lại còn ra tiệm net, net đồ để cày. Rất là hạnh phúc. Và cái thứ hai là, trời ơi, em tính nói gì quên rồi. À, là làm sinh nhật cho em. À. Là năm nào cũng làm sinh nhật cho em hết. Tuy là ở những tỉnh khác nhau nhưng mà đều mua bánh kem về và chụp và làm sinh nhật online em. Thật sự là cái cảm giác mà được cùng người khác yêu mến đó, đó là một cái cảm giác là tuyệt vời mà con nghĩ là ai cũng muốn cái điều đó sẽ kéo dài mãi. Tự nhiên cái từ những người xa lạ chẳng thân thích gì với nhau nhưng tại sao họ lại có thể yêu mến mình đến thế, dành thời gian cho mình nhiều đến như thế. Tại vì nếu mà không yêu mến mình nó chẳng có ai mà rảnh rỗi đâu mà dành thời gian mà cày view.
mở một lúc bao nhiêu cái điện thoại rồi gặp ai cũng giới thiệu bài hát đúng không? Ra internet này kia rất là vừa tốn thời gian, tốn tiền của công sức nữa. Vì vậy nên là Quang nghĩ là tất cả những cái điều đó đều xuất phát từ cái tình yêu thương chân thành và thật lòng một cách vô tư nhất của những người khán giả. Và một cái người nghệ sĩ mọi người không còn gì mà hạnh phúc và tuyệt vời hơn khi mà có những khán giả yêu thương mình thật lòng đến như vậy. Có vẻ như là nếu mà nhìn vào cái hành trình làm nghề của Hiếu khá là suôn sẻ đúng không? Hiếu có cảm thấy bản thân mình may mắn không? Và cái yếu tố nào là cái yếu tố mà giúp cho Hiếu thành công so với các bạn đồng trang lứa? Quá trình của em thì chắc chắn là em thấy là may mắn rồi ạ. Để phát triển được tới bây giờ từ chính xác là con số 0 thì quá may mắn. Và một phần là rất rất cảm ơn tình cảm của khán giả, của fan, của bạn bè đã ủng hộ. Và gia đình cũng là hậu phương nữa. Để mình mới có thể luôn luôn là cho ra sản phẩm tốt nhất. Hiếu có định hướng gì cho tương lai chưa? Có nghĩa là mình muốn mình trở thành một người như thế nào, có được vị trí như thế nào, hay là mình muốn trong tương lai thì mình sẽ làm thêm những gì nữa? Cái này em chia sẻ thật là từ hồi mới học lớp 12 cơ, thì em tính rất là xa. Không hiểu sao mà em viết nhạc cho 2-3 năm sau. Định hình là 2-3 tuổi mình sẽ thay đổi, mình sẽ không theo hướng thanh xuân nữa, mình sẽ vượt qua cái ngưỡng an toàn đó rồi. Hiện tại em cũng có rất nhiều bài hát để chuẩn bị sẵn rồi. Và em nghĩ nó trưởng thành hơn những cái bài trước. Bài hát tiếp theo em muốn tạo ra một làn sóng thật sự mạnh. Em biết sẽ rất khó, đối với em nó sẽ càng khó hơn, nhưng mà em sẽ cố gắng thôi. Chúng ta có quyền ước mơ mà. Dạ. Thật ra mà nói là cái việc mà biết mình muốn gì đã là một cái thành công và là một cái điều mà nó vô cùng may mắn cho chúng ta rồi. Với tư cách là một người đàn anh từng trải hơn và đã trải qua hết tất cả những cái mà Hiếu đã trải qua, anh xin được chúc Hiếu, anh sẽ không chúc Hiếu là cuộc đời sẽ luôn suôn sẻ may mắn về sau, mà anh sẽ chúc Hiếu là sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những sóng gió, tất cả những thứ trên đời dù là có lớn như thế nào. Cảm ơn. Okay. Chúc mừng, cảm ơn em đã đến ngày hôm nay. Và nhân đây thì chương trình cũng sẽ có một món quà gửi dành tặng Hiếu, đây sẽ hy vọng đây sẽ là một cái kỷ niệm đẹp trên con đường nghệ thuật của anh. Cảm ơn. Và Hiếu cũng cảm ơn anh Khoa và ekip chương trình Gala Nhạc Việt Studio Session đã cho Hiếu cơ hội ngồi đây ngày hôm nay ạ. Và mọi người nhớ đón xem chương trình nhé.